Có cách nào để giúp các bạn biến một chiếc máy crop thành full frame hay không? Có nha các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ thông qua một cái adapter, người ta gọi là adapter len 0,71. Thì các bạn biết là cái hệ số nhân ở trên máy crop so full frame nó là 1,6 ở trên Canon và 1,55 ở trên Sony. Thì khi mà chúng ta nhân 1,6 về lại 0,71 thì nó sẽ bằng 1,1, vậy là nó xấp xỉ với lại cảm quan ở trên một máy full frame, thì nó sẽ giúp cho các bạn có một cái deep view ở trên máy crop gần giống như ở trên máy full frame. Và thứ hai nữa là khi mà mình trải qua mình sử dụng thì mình cũng thấy là nó giúp cho cái ánh sáng của các bạn vào trong máy nó sáng lên 0,35 stop. Có rất là nhiều loại nhá, ví dụ như là một chiếc chính hãng ở Canon của mình đưa đây thì nó có giá 18-20 triệu. Một số hãng thứ ba mà sản xuất cái adapter này chỉ có giá là từ 2 cho đến 4-5 triệu. Thế nhưng mà mua chính hãng thì đương nhiên là tốc độ IF nó sẽ tốt hơn, rồi là cái quang size, cái màu sắc truyền tải vào trong máy thì nó chính xác hơn. Vậy nên là